của tôi xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ. Đây, hiện tại thì mình đang có một chiếc máy xoay gỗ. Như ở trong miền Bắc thì gọi là máy xoay, còn trong miền Nam thì gọi là máy phay. Đây, nó đang bị cứng ngắc đây. Đấy, thì là khả năng là nó đã bị hỏng bi rồi, hỏng bạc đạn. Thì mình làm clip này là để các bạn xem và tham khảo và có thể là tự thay bạc đạn tại nhà nha các bạn nhé. Ok. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Thì đầu tiên các bạn tháo hết phần này của nó ra đi. Rất đơn giản thôi. Các bạn dùng thì các bạn tự biết tháo. Này khả năng là bị trượt cái đang bị trượt các bạn. Để mình tháo ra nha các bạn nhé. Bạn đợi mình. Cái lúc này nó căng quá thì mình phải dùng cái chuôi kìm đây thì mình ấn vào nó mới di chuyển được các bạn. Nó mới ra được. Đấy, nó ra đây nhé. Phần cửa than này để mình tháo cái con rô của nó. Đấy. 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 Đối với những cái khoan như này thì nhiều khi ấn cái lúc này nó bị cái máy xay này họ ấn cái lúc đây thì nó bị chết ở đây ra, thì nó cánh nhựa thì trong này đa số là nó hay có ốc này các bạn, thì các bạn tháo khoan cho mình một cái lỗ ở cái cánh này để mình tháo con ốc này ra nhé, con ốc này để nó giữ cái cali của chúng ta giữ ổn đi, thì mình tháo ra trước. Nhiều khi mà các bạn mà không tháo ra thì cái đầu ốc cái cổ của cái cổ trục ở ngoài mà chỗ nó có cái phần cái cá để nó bị chết ra thì nó mắc lại đấy. Mà chúng ta có đóng cái máy thì nó cũng không ra được. Đây, nhiều khi là nó bị chết ở những cái phần này các bạn. Đó, nó lép ra thì chúng ta gõ thì nó sẽ bị mắc, nó không ra được. Đây, vừa nãy thì thấy mắc đi. Còn đây thì bây giờ thì lại thấy đi vẫn ok, không làm sao cả, vẫn rất là êm rồi. Đó, thì mình sẽ kiểm tra xem là nó bị coi đâu nhé. Nó mắc ở cái gì? Thời chưa thấy nó làm sao cả các bạn, nhưng mà vừa nãy nó mắc. Nó mắc. Ở bên trong này mình thấy nó có cái dấu hiệu là bị sát cốt như này các bạn. Sát cốt ở bên trong. Các bạn thấy nhìn thấy nó mài mòn chưa? Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ xử lý cho khỏi bị sát cốt nhé. Thì trước tiên là các bạn tháo cho mình hai con ốc này ra.
các bạn tháo cái phần này ra đi. Để mình nhấc cái quặn dây nó ra các bạn nhé. Đấy, các bạn phải gỡ cái chân than này ra. Gỡ ra cho mình. Đấy, các bạn tốc ra. Đấy, thì các bạn phải để ý nhé. Ví dụ nó sát ở bên này thì các bạn lấy lên một mảnh giấy các bạn đệm thêm vào bên này để nó đẩy cái chiếc cao của mình ra. Đấy, bây giờ mình sẽ đi lấy giấy vào trên cho các bạn xem nhé. Ok. Các bạn tháo cho mình cái phần này ra và cắt cái mình dùng cái miếng bìa này để lót vào đây cho nó. Đấy, thì các bạn để ý là nó bị chạm ở bên nào thì mình lót ở bên nó không chạm nhé, để cho nó đẩy cái chita to của chúng ta sang. Xong là mình lắp vào thôi. Có cái này thì là nó sẽ căng hơn. Rồi các bạn vít ốc lại. Rồi. Sau đó các bạn cài lại cái dây đồng ở than cho nó nhé, cái nhẫn đồng. Cái nhẫn đồng này các bạn này, các bạn cài nó vào nhé. Đấy, mình chỉ đẩy vào là được thôi, rất đơn giản đúng không? Rồi sau đó các bạn lắp lại cái phần này. Ok. Đấy, chúng ta úp này vào nữa. Bây giờ mình chỉ việc ráp cái này vào mà mình kiểm tra xem nó còn bị mắc không nhá. Vừa lấy mắc thì cứ nghĩ là nó bị hỏng bạc đạn thôi, nhưng không phải. Không phải hỏng bạc đạn các bạn. Các bạn lại lựa để bắt cái con vít này vào lại, trả cho nó nha các bạn nhé. Rồi, vít được một con rồi thì các bạn tiếp tục các bạn là cọ chắc cái đầu này cơ. Đi vẫn rất trơn, rất ngon lành, mỡ màng vẫn rất là nhiều. Nó vẫn bị cứng này các bạn. Nó vẫn đang bị cứng. Đang là siết hết các ốc xuống ra này.
quay bình thường cái phần này nhé. Các bạn kiểm tra xem nó đã mắc được chưa. Rồi, nó mắc được thì ok. Siết chặt cái con ốc hãm này vào nhá, nhiều khi chạy là nó rung là nó sẽ bị tụt ra. Tụt ra nó sẽ bị chạm vào cái cánh của chúng ta. Con ốc này của mình nó bị trờn rồi các bạn. Khả năng là mình phải đi lấy con ốc khác để thay cho họ. Rồi, mình đã thay con ốc khác vào đây rồi. Đấy. Chạy rất bon, ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ ráp vào đây và kiểm tra xem là nó còn bị mắc nữa hay không. Đấy. Rồi, lại bon luôn nhá các bạn nhá. Vừa đấy là khả năng là nó bị quệt vào cái sát cốt ở bên trong ấy. Nếu mà các bạn mà không xử lý ngay mà để lâu thì nó sẽ dễ bị hỏng luôn cái con rô của chúng ta. Đấy, quay này rất bon, lại bon bình thường. Bây giờ chúng ta thử xem nó có chạy không nhé các bạn nhé. Các bạn lắp than vào. Lúc đầu nghĩ là nó bị hỏng bạc đạn rồi nhưng không phải. Nó chỉ bị ấy đâu. Sát cốt thôi. Sát cốt thì chạy nó cũng sẽ kêu rất là rát tai. Làm thì nó rất là sốt ruột luôn các bạn. Lại êm bình thường rồi các bạn. Như vậy là clip này hôm nay là mình làm để hướng dẫn các bạn cái cách mà để chúng ta căn lại cái cốt của nó, của cái máy này, cho nó khỏi bị ấy nha các bạn nhá, khỏi bị sát cốt. Đấy, lúc đầu nghi là vỡ bi nhưng không phải. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của Linh Motor nhé. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ clip nếu mà thấy clip nó hay hữu ích các bạn nhé.